Năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của người dân, gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế. Dù vậy, trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều người vẫn lạc quan, tin tưởng và kỳ vọng một năm mới mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn, một năm khởi sắc hơn, dịch bệnh sớm kết thúc để cuộc sống người dân trở lại bình thường. Hãy cùng đến với những ước vọng năm mới của khán giả truyền hình Nhân dân ngay sau đây. Hy vọng vào năm mới thì trước tiên thì tôi mong tình hình dịch bệnh COVID-19 nó sẽ diễn biến đỡ phức tạp hơn để bà con nhân dân có điều kiện tiếp tục làm việc và sinh sống. Trong năm mới thì mong bà con sẽ là mọi việc được thuận lợi hơn. Ra hy vọng một năm mới thì lúc nào cũng mong là đẩy lùi được dịch bệnh, mong sao hết dịch để cho cuộc sống nó yên bình trở lại. Em hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát và tất cả người dân của thủ đô Hà Nội nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng có thể đón một cái Tết an lành và hạnh phúc và an toàn và an toàn. Mong muốn rằng trong 2022 thì nhà nước có thể mở rộng thị trường bay quốc tế để đón chờ khách du lịch tới. Bước sang năm mới thì mong đại dịch đi qua và kinh tế của đất nước nó ổn định và thành phố Đà Nẵng này nó phát triển ổn định hơn. Kỳ vọng lớn nhất của chúng tôi là năm 2022 này đại dịch sẽ kết thúc, ít nhất là kết thúc về cơ bản và tất cả cái đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực đó được phục hồi. Em cũng mong muốn rằng năm sau thì đại dịch sẽ được đẩy lùi, kinh tế sẽ được phục hồi và phát triển hơn để người dân có cuộc sống sung túc ấm no hơn bây giờ.